Thưa quý vị, tại cuộc họp báo về tình hình cung ứng điện của Bộ Công Thương mới đây, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, thời gian vừa qua, cùng với nắng nóng kéo dài ở khu vực phía Bắc, việc cung cấp điện gặp nhiều khó khăn do đặc trưng là nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng lớn đến 43,6%. Đồng thời, ông Trần Việt Hòa nhận định, việc thiếu điện là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân dân, doanh nghiệp. Tính đến ngày 6 tháng 6, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mức nước chết, gồm Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hủa Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống dưới mực nước chết. Duy nhất hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 12-13 tháng 6. Theo ông Hòa, tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc nêu trên sẽ ở mức 5.000 MW và có thể lên đến 7.000 MW khi hồ thủy điện Hòa Bình về mực nước chết. Tính đến ngày 6 tháng 6, công suất khả dụng của thủy điện là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất lắp. Lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực cho hay, điểm đáng lo ngại nữa hiện nay, theo ông Hòa, chính là khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc qua đường dây 500 kV Bắc Trung luôn ở ngưỡng giới hạn cao, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ sự cố. Cục trưởng Điều tiết Điện lực cho hay, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 23.500 tới 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Như vậy, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày khoảng là 30,9 triệu kWh. Ngày cao nhất có thể lên tới 50,8 triệu kWh. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Về phản ánh của người dân và doanh nghiệp liên quan đến việc bị liên tục cắt điện, ông Hòa cho biết, trước tình hình có khả năng ảnh hưởng đến an toàn vận hành hệ thống điện, trong những ngày vừa qua, EVN đã phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải tại miền Bắc. Về việc thiếu điện đã được dự báo từ nhiều năm trước, Thủ tướng cũng đã yêu cầu có kiểm điểm trong việc đảm bảo cấp điện, Bộ Công Thương và EVN đã kiểm điểm thế nào cũng là những vấn đề được nêu ra tại họp báo. Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Trần Việt Hòa cho hay, Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương thực hiện các giải pháp cấp bách để đảm bảo điện. Vài ngày tới, Bộ Công Thương sẽ báo cáo Thủ tướng và có kế hoạch triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Việt Hòa nói tại cuộc họp. Lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực EVN cũng chia sẻ và gửi lời xin lỗi đến người dân vì để xảy ra thiếu điện. Việc thiếu điện là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân dân, doanh nghiệp.